Chào các bạn, mình rất vui là các bạn đã trở lại ghé thăm kênh của Ba Miệt Vườn. Hôm qua, ông xã mình nghe nói Costco có bán cua có giá 4.99 một pound, nên ông xã mình đã đến và mua 4 dĩa cua. Mà trúng ngay cái ngày Valentine Day, nên ông xã bảo cái này là quà Valentine của mình. Ông ơi, 12 con cua. Ông xã mình muốn lột ra lấy gỡ thịt và để dành mai mốt mình còn làm crab cake hoặc là nấu bún riêu hoặc nấu bánh canh riêu cua. Thì hôm nay mình xin chia sẻ cách gỡ thịt cua của mình. Mỗi người đều có cách gỡ thịt khác nhau, nhưng mà có thể có một số bạn chưa có thấy những con cua lớn như thế này. Thì mỗi con cua này nó cũng nặng gần cả nửa ký luôn. Thành ra mình muốn chia sẻ và cái cách mà mình đã gỡ thịt cua thì mời các bạn theo dõi. Những con cua này nó đã được nấu chín, hấp chín. Nên mình cũng đỡ tốn thời gian phải nấu nó. Và nhìn cũng rất sạch sẽ, có thể người ta cũng đã rửa sơ qua. Thì việc trước tiên là mình sẽ gỡ cái mai cua này. Trong cái mai cua nó có rất nhiều gạch cua, nên mình sẽ giữ gạch cua này lại để nấu bún riêu. Thì sau đó mình sẽ gỡ tất cả những cái vật chung quanh cái thân hình cua, như trong hình bạn thấy mình không biết kêu là cái gì. Thì gỡ cho nó sạch sẽ ra. Và phía sau nó có cái yếm nhỏ, mình cũng cần phải gỡ nó đi. Đây là cái dụng cụ mình để bẻ càng cua và gỡ thịt cua. Thì cái này nó rất thông dụng và cũng có thể là cũng có nhiều kiểu khác nhau. Và đây là cái yếm nhỏ mà hồi nãy mình nói tới, nó cũng hơi cứng nên mình cần dùng cái nĩa nhỏ hồi nãy đó để mình khửi ra bỏ đi. Thì tất cả những cái này mình không có ăn, mình thấy nó không có ngon. Còn có thêm một ít gạch để mình gỡ ra. Bây giờ mình bắt đầu cắt nó nha. Nó cứng, nó bẻ ngang không được. Mình sẽ cắt cái thân cua này ra làm hai. Đó, mình bẻ ngang. Rồi nó còn vẫn còn gạch ở trong cái thịt của nó, nên mình sẽ gỡ hết gạch ra. Thì gỡ gạch ra xong thì mình, cách của mình là mình cảm thấy là mình tách ra từng cái chân cua với thịt cua như vậy thì mình thấy nó gỡ dễ hơn. Có nhiều người, người ta chỉ cần bẻ những cái chân cua ra rồi và cái mình cua để riêng, rồi xong dùng kéo mà là cắt và gỡ thịt cua ra. Thì mỗi người đều có những cách làm khác nhau. Còn mình thì mình thấy cách này cũng dễ, hợp lý cho mình. Tại vì khi mình bẻ cái chân cua thì mình còn cái chân cua, mình nắm nó và mình gỡ thịt nó dễ hơn. Trước khi gỡ cua, bẻ cua thì mình cũng đã rửa tay sạch sẽ để chuẩn bị cái làm món này. Nhưng những cua này gỡ ra mình cũng sẽ nấu lại để chế biến những món ăn khác. Sau khi mình bẻ tách chân cua và mình cua riêng ra thì mình sẽ bắt đầu tách thịt cua ra trong cái thân cua trước. Mình sẽ tiếp tục gỡ thịt cua trên cái mình nó trước. Thì từng cái hết cái phần này thì mình sẽ làm tới phần khác, cho đến khi không còn thịt cua trên mình cua thì mình sẽ bắt qua làm tới cái càng của nó. Đối với cái càng nó thì dễ hơn, bạn có thể dùng đồ kẹp càng cua mà bẻ nó rồi mình gỡ ra. Nhưng mà mình thấy là dùng cái kéo mình cắt trên cái vỏ cua đó, rồi mình sẽ lật nó ra, mình gỡ vỏ ra thì mình sẽ có được nguyên một miếng thịt cua.
Và cứ như vậy thì mình cứ tiếp tục làm từng con cua, gỡ mai cua ra và tiếp tục nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cách gỡ thịt cua của mình. Chúc các bạn một ngày mới an lành.